Vàng bác Sơn các bác à, các bác về hết rồi à, còn lại Quân ở đây, Quân nói chuyện với các bác. Thưa bác, hôm nay Quân sẽ nói chuyện với các bác về một cái chủ đề, đó là cái bệnh hiện nay là bệnh rất nhiều người mắc phải, mà ngày xưa ta gọi là bệnh của nhà giàu ấy, tức là bệnh gút ấy ạ. Gút hiện nay Tây can thiệp bằng cái việc đó là dùng những biện pháp để phát hiện bệnh. Cái thứ hai là các tác dụng Tây y, đó là can thiệp vào việc giảm đau và giảm cái hàm lượng axit uric ở trong máu. Tuy nhiên Tây y chưa có một cái phương pháp điều trị hiệu quả bệnh gút, mà phần lớn bệnh gút hiện nay được điều trị cơ bản là bằng những bài thuốc dân gian trong y học cổ truyền. Thì thưa bác, hôm nay Quân sẽ giới thiệu bác về một cái cây thuốc điển hình khắc tinh của bệnh gút và cây thuốc đó như thế nào. Thì mời các bác cùng đi theo các bác đi lấy quýt về đấy. Cùng đi theo các bác đó để chúng ta sẽ tìm hiểu xem cây thuốc được gọi là khắc tinh của bệnh gút là cây gì các bác nhé. Đây ạ. Thưa bác, ba chú cháu đi khá lâu mới tìm được cái cây này bác. Đây. Dạng dây leo bác nhé, dạng dây leo. Cái cây này ở vùng Quân người ta gọi là cây mắc muối bác, mắc muối. Đây này, gốc ở đây. Còn bé lắm. Đây, dây đây. Đây bác. Dây sang ngã bên kia bác ơi. Gốc dưới à. Đây bác, thân nó đây. Thân nó đây. Dây đây. Đấy, nó có từng mấu một. Đây này bác. Từng mấu một như này. Trên nạnh thế này bác. Đó. Bây giờ Quân sẽ sang bên kia xem cái gốc nó như nào bác nhá. Đây bác. Cái gốc cây này đây. Nó cuốn sang, cuốn vòng tròn lên cái cây này bác. Đây này, gốc đây này. Đây. Thực ra cái này còn rất là bé bác, cái này bé lắm à, chưa dùng làm thuốc được. Tuy nhiên Quân muốn giới thiệu bác đặc điểm tự nhiên của cây này. Thank you.
Đấy bác, Quân vừa đi lấy được cái lá của cây gắm này bác. Đấy, vừa treo lên trên cây ấy bác. Này thì thưa bác là do điều kiện thời gian trời sắp tối bác, đường đi rất là khó. Mấy chú cháu đi đường, nói chung là đường rừng đi rất là khó bác. Do vậy là Quân đã tìm được một cây gắm, tuy là nó bé đấy bác, tuy là bé thôi. Tuy nhiên Quân sẽ cố gắng sao giới thiệu bác một cách chi tiết nhất về đặc điểm tự nhiên của cây này. Bởi vì cây này hiện là một trong những dược liệu, những cây thuốc có tác dụng điều trị gút tốt nhất hiện nay. Đây bác, cây lá đây ạ. Đâu nhỉ? Đây, như bác đã biết rồi, cái lá cây cắm thì là lá nguyên mọc đối nhau. Đấy bác, bề mặt trên thì nhẵn bóng, mép lá thì hơi lượn sóng bác. Đây này, mép hơi lượn sóng, mép nguyên không có răng cưa. Đây bác, còn cái dây đây, cái dây non đây bác, cái dây non đây. Cái dây non này thì nó có những cái mấu đấy bác. Mấu giống như là những cái dây già bác. Cái mấu này rất là dễ bẻ bác nhé. Đây Quân bẻ này. Đấy, mấu rất là dễ bẻ. Đây nữa bác. Đó, cái mấu non rất dễ bẻ bác. Đây nó có những đoạn như này bác, có những đoạn như này. Nó sống như là cái đoạn của cái thân cây bác. Đây này. Đây chính là cái dây già bác, cái dây già. Đấy. Chính là cái mấu này bác. Khi non thì cái mấu đây bác, cái mấu đây này. Đó. Thưa bác, cái dây này còn bé bác, dây còn bé như Quân đã nói. Cây này thì chưa có thể khai thác để làm thuốc được. Tuy nhiên thì Quân cũng sẽ quay cho bác, do điều kiện thời gian không cho phép. Do vậy là Quân sẽ chỉ quay được cái cây bé thôi các bác. Đây các bác, về cái bề mặt của dây bác đây, các bác nhìn rõ nhé. Đó. Đấy bác thấy nó có những cái vòng rõ rệt đấy bác. Cái dây càng già thì là cái số lượng vòng ở trên cái bề mặt của dây càng nhiều bác nhé. Ở giữa là có một tâm này bác, có tâm trắng này. Đó. Và nó có những cái vòng này bác, có vòng. Và nếu để ý kỹ hơn các bác, nếu để ý kỹ hơn thì nó có những cái tia đấy bác, các nhìn thấy tia. Cái tia xuất phát từ tâm của thân cây bác. Đấy, những cái tia xuất phát từ tâm. Đấy bác. Thưa bác, đây chính là cái dây gắm bác nhá, dây gắm. Nói đến cái cây mắc muối, tức là cây gắm ở trên vùng Quân, là người ta sẽ liên tưởng ngay đến một cái loại động vật, đó là con cầy vòi. Bởi vì con cầy vòi rất thích ăn cái quả cây này. Đấy các bác nhé. Đấy bác, cái dây này có vẻ to hơn một chút các bác. Thấy cái vòng đây bác, những vòng trắng này. Đó, vòng trắng này. Và nó có những cái tia ở tâm các bác. Tia này, nó tia ra phía bên ngoài này bác. Tia trắng đấy, và kèm theo những vòng trắng này. Mà khi phơi khô ra thì những cái vòng này nó vẫn hiện rõ bác nhé. Khi phơi khô ra những vòng vẫn hiện rõ. Thưa bác, là cái cây gắm đã được sử dụng rất lâu trong dân gian và đã được khoa học hiện đại chứng minh có tác dụng rất tốt cho bệnh gút. Tuy nhiên, Quân có lời khuyên với các bác như này. Đối với những bệnh nhân có hàm lượng axit uric trong máu vượt ngưỡng cho phép không nhiều, thì chúng ta có thể là các bác có thể sử dụng cái dây gắm này để điều trị bằng cách là sắc nước uống hàng ngày, hoặc là sử dụng ở cái dạng cao lỏng, sau đó là pha với nước ấm uống hàng ngày. Còn đối với những bệnh nhân mà có những cái biến chứng nguy hiểm, chức năng gan thận bị suy giảm rõ rệt, thì các bác cần phải kết hợp với những cái cây thuốc khác giúp đào thải uric, acid uric một cách tốt hơn.
Thưa bác, là trong thời lượng video rất là ngắn, Quân muốn chia sẻ với bác về một số những thông tin liên quan đến cây gắm, một trong những thảo dược được đánh giá tốt nhất điều trị bệnh gút hiện nay. Thì bên cạnh cái việc sử dụng cây gắm này điều trị bệnh gút thì các bác cần lưu ý về chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Cái thứ hai nữa là các bác cần có chế độ ngủ nghỉ sinh hoạt một cách hợp lý, tránh thức khuya, tránh căng thẳng và làm việc áp lực. Một cái lưu ý với các bác như này là trong video ngày hôm nay Quân sẽ không có một cái bài thuốc nào cụ thể để với cây gắm, bởi vì là đối với từng bệnh nhân cụ thể thì sẽ có một cái bài thuốc cụ thể cho các bác, bởi vì là cơ địa mỗi người khác nhau, rồi chức năng gan thận của mỗi người khác nhau. Mà nếu các bác quan tâm đến bệnh gút, cần Quân tư vấn thêm thì các bác có thể là bình luận ở phía dưới, hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại là 02053 553 553, số điện thoại hiện trên màn hình, thì Quân sẽ tư vấn các bác để sử dụng làm sao thuốc điều trị bệnh gút một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube của Quân góc bên này các bác nhé. Góc bên này. Đó, tay Quân vừa đi lấy lá cây về, rất là bẩn các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube của Quân góc bên này các bác, nút đỏ đấy, để theo dõi những video mới nhất của Quân thực hiện hàng ngày. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.